Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ai, 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 trời ơi, đau muốn chết luôn á trời. Mỗi lần mà thu nhỏ lại á là rơi lên trên trời xuống muốn gãy chân luôn á trời. Sao mới có sao không Sam? Trời ơi, tôi gãy mấy cái xương rồi, có gì đâu mà không sao. Trời ơi, nhảy lên cao sớm xuống luôn á trời. Ôi, thôi thôi, thương nè, bây giờ á Sammy phải giúp cho Phong, giúp Phong biến thành người chứ Phong không muốn bị biến thành nhân vật của gọi là game đâu. Làm ơn giúp Phong đi. Bây giờ nha, chúng ta cùng nhau bắt đầu gọi là vô trong bụng của Phong, sau đó bắt cái con virus game này ra ngoài nha ông. Thôi một tí nữa. Trời ơi. Một tí nữa nó lan lên trên tới đầu của Phong là Phong sẽ biến thành nó luôn á, hiểu không? Trời thấy ghê vậy, nhưng mà tôi không dám vô bụng đâu, không sợ lắm. Sợ gì mà sợ. Trời, có Phong ở đây yên tâm đi, Sam chỉ cần đi theo để hỗ trợ cho Phong thôi, hiểu không? Rồi bây giờ để Phong. Bây giờ Phong sẽ gọi là sử dụng một cái món đồ rất là đặc biệt. À, coi Phong này nha. Tên. Xin giới thiệu với tất cả mọi người, trên tay của mình chính là đồ long đao của gọi là trong truyền thuyết. Sam thấy ghê không? Đây, đố Sam biết cây kiếm này dùng để làm gì. Trời ơi, cái đồ long đao này là mẹ tôi hay dùng gọt trái cây, có gì đâu mà ghê vậy? Gì? Gọt trái cây người ta dùng bằng con dao nhỏ nhỏ hay ai gọt trái cây mà dùng bằng này bà nội? Cái con dao này dùng trời để ơi, băm thịt heo đó, ghê không? Vậy chặt con heo hả? Trời đẹp dữ vậy mà. Ủa mà đây có heo đâu mà chặt. Heo đâu? Đây, con heo nè, nguyên con heo nằm nè, thấy không? Đó. Bây giờ nha, mình sẽ sử dụng cây kiếm này để mình gọi là chui vô trong bụng của mình nha bạn. Ơi mà quay từ tôi thấy gì đó sai nha. Ủa gì đây? Gì cây gì? Trời ơi. Người nào đã vẽ cái khuôn mặt của tôi xấu xí thế này hả? Trời ơi, không Phong ơi, theo tôi, theo như suy đoán nha Phong ơi, đây là khuôn mặt thật sự của Phong Cận. Phong Cận không hề có hàm răng chấm tắp, thì Phong chỉ có hàm răng gọi là đen đỏ nè, trời ơi, răng sâu. Ủa, cái gì mà răng? Phong Cận nè. Răng tôi sâu, mắt thì lé vậy kì vậy. Trời ơi. Thôi được rồi bạn ơi, thôi được rồi, bây giờ không nên gọi là nói đến trang sắc của mình khi mà mình teo nhỏ lại bạn bình thường mình rất là đẹp trai, bạn hiểu không? Tôi hỏi được không? Sĩ bây giờ ông cắt cái bụng ông, bây giờ ông cắt cái mặt ông xong gắn cái mặt khác đẹp trai hơn được không? Lee Minho đồ á cho nó đẹp trai. Ê, được không? Vậy là bây giờ rốt cuộc là bà là bạn gái của tôi hay là bà là bạn gái của Lee Minho? Hả? Thì một công nói chuyện cho bà đẹp. Tôi nói bà nghe là tôi mà muốn được đẹp trai ha, là tôi muốn được đẹp trai giống như anh V ở trong BTS á, bà biết không? Đó, BTS hơi bị đẹp trai. Rồi, bây giờ nha. Để tôi đầu tiên tôi sẽ cắt nè. Đó, ghê không? Cắt ra nè. Cắt thịt heo luôn mọi người. Trời ơi, đúng là Phong. Đúng rồi, cái này tôi đang cắt thịt heo đó, ghê không? Đó, cắt thịt heo nè. Đó, cắt ra nè. Rồi ok, xong. Bây giờ Sammy qua đấy tôi. 1, 2, 3, BOOM! Wow, thịt heo thơm quá. Ê bà nói gì vậy? Từ nãy giờ tôi thấy bà chơi tôi là heo hơi bị nhiều rồi nha Sam nha. Trời ơi trời. Rồi, về tôi nói ông là lợn cũng được. Vô gì. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ cùng nhau chui xuống bụng tôi nè. Bây giờ tôi sẽ nhảy ở đây. Ê, cái bụng tôi nó hình như nó có mỡ. Sao ơi, nó tưng tôi lên lại nè. Trời ơi trời. Gì kỳ vậy? Tôi lên quá trời luôn rồi, cái này mỡ dày quá, chui qua không có được không ơi. Ủa gì kỳ vậy? Sao chui qua không được vậy? Trời mỡ nhiều quá. Ôi tôi xuống được rồi Sam. Được rồi, ok rồi. Trời ơi bạn ơi. Mở bụng mình nhiều quá cho nên là mình bị kẹt lại bạn ơi. Ghê thiệt luôn. Ok giờ mình nhảy xuống bụng đây nè. Ui. Cái gì vậy? Trời ơi. Oh my god. Cái gì đây? Tại sao trong bụng của tôi lại có nhiều thỏi vậy hả? Trời. Ủa, cái này hình như cái này là cái bao tử của tôi Sam ơi, mà sao trong bao tử tôi có quá trời thỏi vậy? Không được. Mà tiêu gì mà nói. Biết sao không? Tại vì ui có kiếm nè. Đẹp vậy? Lấy kiếm đi, bây giờ bọn mình phải tiêu diệt mấy cái con này các bạn ơi. Ui, cái kiếm của Sam thì ngầu vậy. Nè, lấy này đi. Ông không cần đâu, tôi có cây kiếm này xịn hơn rồi. Để tôi quýnh mà nói. Phụ tôi, Sam ơi. Trời ơi, mấy con thỏ này. Tôi chui vô bao tử tôi. Biết sao không? Tại vì ông biến thành body á, người thỏ bây giờ biến thỏ bên trong người ông luôn nè. Ghê quá. Cũng đúng á, tại vì tôi biến thành người thỏ cho nên trong bụng tôi quá trời thỏ luôn. Trời, ghê thiệt luôn á. Thỏ với chúng tôi. Ê, nhưng mà Sam mới để ý không? Mấy con thỏ này nó có màu đen nhìn thấy ghê quá à. Kinh dị ghê luôn á. Eo ơi. Virus thỏ không ghê. Cái này giống kiểu virus thỏ trong bụng tôi á. Trời thấy bạn thấy không? Trời ơi trời, mình mà bị gọi là chó dại cắn là mình sẽ bị virus chó dại. Còn mình bị thỏ cắn là mình sẽ bị virus thỏ bạn ạ. Ghê quá. Chết. Ôi trời ơi, gì đây? Ui cái bụng ông này Phong ơi, cái bụng ông ăn quá trời đồ ăn nè. Bụng tôi là có cái quả táo nè, rồi có cái đùi gà bên này nè, đó. Ở đây là cái gì? Cái này là gì? À cái này cái bánh kem, Trời ơi, người ta ăn từng bạn. Miếng bánh ông, anh nuốt nguyên cái bánh luôn hả? Sao trong bụng tôi có viên kim cương vậy? Trời, ông này không á. Trời ơi trời, giấu tiền ông đâu, giấu bụng ông hả? Trời. À, chắc là Sam hay lấy tiền lương của tôi quá cho nên tôi đem kim cương giấu vô bụng luôn. Đó. Ôi mấy bạn ơi, trong bụng mình
quá trời đồ ăn luôn bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến gọi là màn tiếp theo nha, để xem coi nó là gì nha bạn. Bây giờ hình như là mình giống như trong bụng của Sam là mình phải chui xuống gọi là cái hố gọi là axit dạ dày nè đó. Cái này là dùng để tiêu đồ ăn á mọi người, tiêu hóa đồ ăn á. Ok, nhảy xuống hay sao? Thôi tôi nhắm xuống đâu, bụng không thế nào cũng gọi là nhiều mỡ lắm, xuống cái là tôi bay hơi không tin không. Để giờ tôi thử nhảy nha, rồi tôi thử nha. 1 2 3 vô. Ôi hay quá, rồi xong mình sắp tiêu hóa Sammy trong bụng rồi bạn ơi. Sammy sắp lấy ăn thức ăn rồi. Tôi không có đi được Phạm ơi, cứu Phạm ơi, được tiêu hóa tôi. Trời ơi Phạm. Rồi xong luôn, Sammy sắp biến thành đồ ăn trong bụng mình rồi bạn ơi. Đó đó đó, rồi xong biến mất. Trời ơi là trời. No Sammy. Rồi xong luôn, Sam biến thành đồ ăn rồi. Trời ơi, cái ông này quá đáng dễ sợ luôn. Không Sam, sao bây giờ tôi xuống làm mẫu cho Sam coi nè. Đó, bây giờ mình phải nhảy xuống nha, xong rồi Sam phải bơi nhanh lên, không thôi là Sam sẽ bị tiêu hóa thành đồ ăn, phải không? Ok, bơi nè, bơi nè. Tôi bơi lòng vòng lo bị, hiểu không? Đây, tôi nhảy xuống rồi. Đúng rồi, đây tôi bơi luôn, đánh thở luôn. Ui, có cái kiếm của tôi này. Sam đâu rồi, Đây, tôi đang xuống đây, tôi đang đánh thở nè. Đây, rồi, bây giờ mình bơi nè, Sam thấy tôi bơi không? Trong này thối quá. Ê, đừng nói vậy nha, tính ra bụng tôi bình thường nha, không có túi nha, đừng nói vậy nha, tôi buồn đó. Ok, bơi nhanh lên, nhanh lên, sao mới coi chừng bị ngợp thở á. Ê, bơi qua đây nhanh lên, Đây, tôi chèo, wu, đó, cái kiếm đúng rồi, chèo, quá. Đúng rồi, mình phải chèo Huyền, chèo qua. Ui, ây chà, ui, ây, trời cái gì vậy, oh my god. Ôi trời ơi mấy bạn, cái gì đây, cái gì mà trong bụng mình, mấy con này là con gì? Ui Sam ơi, hình như hình như mấy con này cũng là mấy con thỏ Sam ơi, nhưng mà mấy con thỏ này có khuôn mặt quá, nhìn ghê quá à, đáng sợ quá. Hình như mấy con này level cấp 2 phong, cấp 2 đúng rồi, mấy đứng kìa, ghê quá. Mấy con này là mấy con virus thỏ gọi là phiên bản 2 nữa bạn ơi. Nhưng mà sao mà nó đông quá vậy, đông vậy sao mà giết hết được. Không sao, bây giờ con hai tụi mình có hai cái kiếm nè, cầm chém nó được rồi. Ok rồi, bây giờ bọn mình tiêu diệt hết bọn nó đi, không hỏi tí nữa là nó vô bụng tôi là ăn thịt tôi luôn á Sam ơi, nó bị bệnh mãi luôn á. Muốn đâu em nó đi. Mấy thỏ này cười thấy ghê quá à, răng còn vàng đó, trời ơi yêu. Ồ, mấy con thỏ này nó không đánh răng à, không, mấy con này là mấy con vi khuẩn, mấy con virus mà làm sao đánh răng được. Ui trời ơi. Ai da. Nhưng mà bọn nó đông quá. Trời ơi. Mày nè. Ui. Trời ông nhiều virus vậy. Sam ơi, tôi quýnh bọn nó xong cái bọn nó biến thành màu đen nè Sam. Ê, ghê quá à. Ghê thiệt sự luôn á bạn ơi. Ôi trời, ui trời, đông quá. Sam ơi, bà có súng hay gì không? Bà lấy súng ra bắn đi sao? Trời ơi, để tôi tự đứng gấp đã, từ từ mấy con này đang làm tôi, để tôi lục trong túi tôi có gì không nha. Có trong túi bà, có cây súng không? Có cây súng mình, lấy cây súng mình bắn nó cho nhanh Sam ơi, mấy con này khỏe lắm. Đúng rồi. Trời ơi, nãy may mà tôi có chuẩn bị mấy cây súng nên phòng hời không? Ôi súng xịt cưa đó. Ôi trời ơi, bọn nó đông quá bạn ơi, quýnh nãy giờ không hết luôn nè. Ôi trời ơi, còn quá trời con luôn Sam ơi. Còn súng không? Có súng không? Nhanh lên bà nội. Đây là súng nè, súng tiêu diệt virus nè. Đó, súng màu xanh nè Phong ơi, lấy đây đi, hai cây tôi có cầm giờ. Rồi ok, có súng tiêu diệt virus rồi các bạn ơi. Đây. Đúng rồi. Ôi. Chà. Đó, ui. Xịn chưa? Màu xanh nè. Wow. Một viên duy nhất thôi là chết hết bạn ơi. Yeah. Hay quá Sam ơi. Hay quá, bắn đi. Hây. Hay quá. Bắn hết. Chà. Này thì virus nè, này thì virus thỏ nè, trời. Nhơn. Nguy hiểm quá bạn ơi, mấy con virus thỏ này nó chui bụng mình. Từ từ, bắt tôi làm cái củ này cho hay nè, Phong ơi, từ tôi làm củ này nè, từ chờ tôi xíu. Sao vậy, vậy? Hết đàn rồi, hết làm được rồi. Nè, đó, lấy súng tôi nè, đó. Tôi làm trong xem mà chết cả hai con luôn, một phát luôn nè, nhìn nè. Đâu? Từ từ nha. Từ. Đây. Rồi sao? Đó, đẹp không? Ghê không? Làm gần nó đây, đúng rồi. Rồi bắn thêm một viên vô đi. Rồi. Trời ơi nó teo Phong ơi. Trời ơi, ghê quá, hay quá Sam ơi, xịn quá, súng này xịn, được. Ơ nhưng mà hết đạn mất tiêu rồi. Thôi bước luôn đi. Còn xíu. Ủa hết rồi hả? Trời ơi, hết tiếp rồi. Thôi bây giờ chúng ta qua bên màn tiếp theo nha các bạn nha. Trời ơi cái này hay á, cái này hay á. Được. Ui. Cái gì vậy? Ôi trời ơi. Ôi lại tiếp tục là cái màn laser nè các bạn ơi. Nếu như bạn nào mà có coi video của Sam á thì gọi là trong bụng của Sam cũng có cái laser luôn, nhưng mà trong bụng mình giống kiểu nâng cấp lên các bạn, nó có thêm mấy con quái vật đứng xung quanh đây nè, còn có lửa nữa. Con này mấy con này lì ghê luôn á trời. Qua đây Sam, yên tâm của tôi bắn rồi đó cho. Hey. Đó rồi. Bắn bỏ đi. Ây da. Ôi, Phong ơi. No, tôi dính laser rồi. Trời ơi các bạn ơi,
xui thiệt luôn á trời, mình dính vô laser sao mới đầu mình chết cái mình mất luôn cây súng rồi. Bây giờ làm sao đánh lại bọn nó đây? Rồi cô cách đẩy bọn nó xuống dưới. Trời ơi. Hợp lý. Ông chơi vậy luôn hả? Đúng rồi, bây giờ mình đánh không lại mình đẩy nó xuống dưới thôi, có gì đâu đó. Nó rơi xuống là bà mình sao mình đánh mèo. Không lại thì mình gọi là quánh lén. Trời ơi ai nói gì đâu. Đúng rồi. Ôi Sam ơi cẩn thận nha, mấy cái laser này nó chiếu vào đầu cái là coi như là đứt cái đầu luôn á, ghê lắm á. Cái laser này ghê lắm. Ê à, cái con kia nó quýnh tôi rơi xuống là bà rồi. Ôi trời ơi bạn ơi, cái con đó đáng ghét, hiểu đánh mình rơi xuống lava á bạn ơi. Trời trời cay thiệt sự luôn á. Chỗ này nhảy qua đúng không? Ok nhảy qua nè. Ôi, nhảy qua bên này nè. Ui bên kia còn một con kìa. Hey. Rồi ok, đẩy xuống. Lại. Lại nữa hả? Trời ơi trời. Cái gì vậy? Ui trời ơi trời, dính laser mấy lần xong rồi bị mấy con thỏ đẩy rơi xuống lava á bạn ơi, cay thiệt sự luôn á. Nhảy qua đây Sam ơi. Cẩn thận nha. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bạn tiếp theo. Ui, đây coi trong này coi. Chỗ này là đến tim hả? Đến trái tim của tôi nè. Ui, Sam ơi nhìn nè. Trái tim của tôi. Có hình của tôi với Sam nè. Ngầu không bạn, ngầu không bạn. Ôi, còn bên này là gì? Ủa gì đây? Sao trong trái tim tôi có hình Sam đang ăn cơm vậy? Ủa, sao biết tôi ăn cơm vậy? Ủa, không thích tôi ăn cơm lắm mà, để tôi ăn cơm với mà ông nha. Còn bên này là gì đây? Sammy đang bắn chiu chiu. Trời ơi, Sammy làm gián điệp mọi người ơi. Trời, trời ơi, ơi. Thích mấy bạn biết sao không? Chắc là do là mình rất là thích Sammy, gọi là người ta dễ thương như thế này bạn. Mày thấy không? Á. Sammy gọi là ăn cơm nhìn mặt dễ thương các bạn, dễ thương không? Trời ơi, trên Facebook của tôi. Ê ông kia, trên Facebook của tôi có nhiều ảnh đẹp gái, xinh gái, chịu like, chịu tim vậy mà ông không ghép cái mặt tôi đang ăn tô cơm bên này cầm cái súng bắn chiếu chiếu là sao vậy? Hả? Có thấy dễ thương mà. Nè, có trái tim tôi là hình tôi với Sam nè. Đấy, ok, khoan từ để đi xung quanh coi. Ồ, cái này là đúng rồi nè. Bây giờ là cái này là bên trong gọi là cái trái tim của tôi nè. Ủa mà khoan, từ nè, Sam nhìn thấy không? Đây là qua đây. Nhìn nè, cái xương cổ của người ta là phải như thế này nè. Ai như cái xương cổ của Sammy nhìn y như cái xương bò. Ủa, vô duyên, đừng che tôi. Trời ơi, xương mỗi người một khác. Có bạn nào xem video của Sammy không? Xem video của Sammy, bạn sẽ biết rằng là video Sammy á, Sammy nuốt nguyên cái xương bò hay sao. Cái xương cổ kỳ cái này à, tôi đã tật luôn xương ông như xương cá vậy á. Trời ơi, trời nuốt nguyên cá gì vậy vậy? Tào lao ơi. Đâu bây giờ chúng ta sẽ qua bên đây xem. Cái thử này nha. Là gì đây? Để coi nách nách ông có hôi với tôi không? À để coi. Cái gì này có gì không? Cái gì mà nách ông có hôi với tôi không? Trời ơi, ông che cái tôi là người ta tôi hôi nách nè. Trời ơi, dung duyên. Rồi bây giờ mình xuống đây mình xem coi bên dưới này có gì nè. Ôi. Ủa cái gì đây? Ôi, một cái nút. Ôi thôi Phong ơi, đừng nhấn, tôi nghi mấy cái nút này nguy hiểm lắm. Trời ơi, thường trong phim á. Tôi thì tôi lại nghĩ rằng là nó chính là cái nút có thể giúp cho chúng ta đi qua được màn tiếp theo. Cho nên nhường cho Sam bấm trước á. Ủa gì vậy? Cái này cơ thể của ông nữa, ông lo mình nhấn nữa, mắt tôi nhấn. Ôi, gì vậy? Sam nhấn đi, Sam nhấn đi, không nhường ôi, Sam. Thôi rồi bây giờ nha. Bây giờ tính cái này đi. Bây giờ chúng ta nhấn đi, bây giờ Sam nhấn đi, tí nữa qua bên kia Phong nhấn được à. Còn không bây giờ ok, quánh tù xì cũng được. Bây giờ nè, đếm 1 2 3, cả hai cùng nói ra cái kéo búa bao. Người nào rồi. Ra cái gì nói đó nha. Ok. 1 2 3 kéo. Rồi lại nè. 1 2 3 kéo. Kéo. Rồi lại nè. 1 2 3 bao. Kéo. Yeah! Ai, mình thua rồi bạn ơi. Thôi được rồi, để tôi nhấn. What? Ôi. Ủa sao nhấn tôi bay màu. Ủa sao mình nhấn mà Sammy lại bay màu ta, gì kỳ vậy? Ôi thôi vậy, ôi cái nút này nguy hiểm quá, cái nút nguy hiểm, cái nút mình bấm vô cái là nguy hiểm bạn ơi. Thôi lên lên chơi chim chơi hại dù vậy, tự nhiên ông nhấn cho tôi bay màu ai biết đâu. Thôi được rồi, bên này là sai nè, bên này là sai nè. Bây giờ qua bên kia thử xem nha bạn nha, qua bên kia. Ok kẹo đó, trời ơi trời, gì kỳ quá. Bây giờ ở bên này thôi rồi, bên kia là Sammy nó bị bay màu. Bây giờ bên này để không. Để Phong. Để tôi nhấn cho ông, bên kia ông nhấn rồi thế nào? Bên kia là lừa, bên này chắc chắn sẽ được. Thôi để tôi okay, nhấn. Ok, được nhấn. Rồi. Tôi nhấn. Sam nhấn. Trời ơi, tưởng gì chứ bây giờ tôi thẳng chắc rồi nè mọi người. Đó, rồi có gì đâu. Sam có gì vậy? Có gì đâu? Ủa coi, tôi nghe tiếng mở cửa Phong. Tôi nghe tiếng mở cửa. Một đống đe rơi xuống bạn ơi. Ủa gì kỳ ta, rõ ràng hồi nãy vô đâu thấy đâu giờ sao đi. Ông lừa tôi đúng không? Sao hai cái điều trên vợ ai mà biết, cái này là do Sam dở, Sam tự bấm chứ không phải do Phong đâu. Rồi rồi. Qua bên vậy kia là... nhức đầu bên này rồi. Vậy là cả hai cái đều sai rồi, vậy là cái bên này đúng nè. Ôi nhưng mà khoan, cái bên này là lava. Hồi nãy mình vô mình thấy cái bên này là lava cho nên mình nghĩ cái bên này sai mà sao kỳ ta. Ủa cái gì? Ủa lava sao mà nhảy vô được? Ôi cái lava này mình bơi vô được, Sam ơi, bơi vô được, không sao đâu. Trời ơi, cái này là lava.
lava giả Phong ơi. Cái này là lava giả bạn ơi, hèn gì chúng ta bơi vô trong được mà không bị gì nè. Trời ơi là trời, thiệt luôn á, biết vậy nãy chọn cái map này luôn cho nhanh cho rồi. Ok bơi lên bơi lên. Cái ông này hồi trừ tươi của tôi toàn bị chứ không có bị gì đâu mà ông sợ. Từ nãy giờ không à. Từ nãy giờ Sam dính 2 cái 7 luôn bạn ơi. Nhỏ là nhỏ luôn á. Ok rồi. Ủa mà sao lâu quá vậy, bây giờ bơi tới kia chắc tới mai luôn á. Bơi nhanh lên cho. Cái cổ tôi, ông che cái cổ tôi dài, bây giờ cổ ông cũng dài không kém Phong ơi. Hai tụi mình cổ đều dài. Rồi xuống dưới đây bạn ơi. Không tin là ông là con sống vậy luôn á. Không tin tí ra tôi lấy mấy cái sừng sườn á, cổ ông tôi bẻ luôn xong rồi tôi lên tôi chém Phong ông. Tao đâu? Tôi lên tôi biết. Đây tôi phải đào cái xương để tôi chấn. Thôi bây giờ sao tay bơi lên tôi đang bơi lên nè, hơi lâu á. 2000 years later. Ui lên nè, lên nè, Sam ơi, tới nè, tới nè. Nhảy xuống đây. Lên đây. Hey. Ôi trời ơi bạn ơi, cái cổ mình nó dài ghê luôn các bạn. Yeah. Trời ơi mình bơi rồi lava lên tới tận trên đây mới tới nè bạn. Ủa cái gì đây? Cái cổ của ông nè, tôi tích hoa tôi cầm tôi bắt cổ ông nè lấy ra cái. Tại sao? Tại sao bà bẻ xương cổ của tôi? Trời ơi. Ông nhảm che tôi cổ dài. Gì đây? Cái gì đây? Ui. Súng phun lửa. Ui xịn xịn xịn. Wow, cái này xịn đó bạn ơi. Ôi chạy chạy. Chạy chạy. Dập dập. Ôi dập 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 chạy chạy chạy. Ok rồi. Trời ơi ông này khùng ghê, người ta chạy dập lửa ông chạy còn phun thêm nữa. Người đâu biết đâu không khoan giờ thôi. Bình thường có súng, có vũ khí, chắc chắn bạn tiếp theo sẽ có quái vật hay gì đó bạn ơi, để mình xem thử nha. Trời có gì vô trong không? Có gì trong không? Oh my god, cái gì hay? Sam sam vô đây vô đi coi nè. Ôi trời ơi. Ghê quá, cái não ông bị gì vậy? Ui cái này là mấy con virus gọi là gì ta, cái nhân vật ở trong game này, con này tên gì ta, con này tên gì, Bonnie đúng không nhỉ? Hình như mình nhớ nó tên là Bonnie hay là Bunny gì đó. Bạn nào cũng biết cái con này là con gì trong gọi là game Final Fantasy hay không thì các bạn hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Chứ con này thì mình thấy nó là con thỏ bạn ơi, nhưng mà nhìn nó kinh dị quá, nhìn nó ghê quá. Eo ơi, thôi được rồi, nó là virus đã tấn công tôi để biến tôi thành gọi là như thế này nè. Bây giờ mình phải tiêu diệt nó thôi. Sam xuống hông lửa nè, phun này cho chạy nè. Nó quánh tôi chạy nè. Ui nó quánh tôi luôn nè. Ôi phun đó. Mày trời chảy ơi, nè. Ghê quá. Chảy nè. Ui trời đông quá vậy. Trời ơi, nó quánh tôi không trượt phát nào luôn Phong ơi, không thấy được luôn á. Mà nó đông quá Sam ơi, cẩn thận nha. Nó phun lửa tôi. Xin lỗi, lên đây. Ok. Ui trời đông quá. Ui trời đông quá, nó quánh tôi các bạn ơi. Ê, phun lửa nè. Ui. Trời ơi, đại hồi lửa đó mọi người ơi. Cũng gần hết rồi, cố lên. Ui. Đó, nó gần cháy hết trơn rồi các bạn ơi, bọn nó sắp bị tiêu diệt hết rồi. Ui. Đây. Ôi, Sam ơi, bình tĩnh nha. Gọi là phun lửa từ từ thôi nha, coi chừng cháy cái não luôn á. Rồi, cháy cái não là không, tự sao mất não luôn đúng không ta? Trời ơi, không được, tôi không muốn mất não giống như Sam ơi đâu. Cái gì? Vô chiên. Ôi, cố lên, gần sắp xong rồi, gần sắp xong rồi. Tiêu diệt hết rồi. Xong rồi, tiêu diệt hết rồi mọi người ơi. Ôi, ghê quá à. Ghê thiệt sự. Ôi, khoan, dập lửa, cái chân cây ảo này. Cho cái xô dập lửa, Phạm ơi, xô nước này, xô nước dập lửa liền. Trời ơi, chữa cháy, bà con ơi. Dập lửa, cái chân cháy não luôn bây giờ. Trời ơi, thôi tôi để vậy đi cho Phong mất não chơi giống tôi vậy á. Nè, đừng nha, tí nữa chín cái não luôn bây giờ á, lửa không nè. Đây, dập lửa mọi người ơi, đây, trời ơi, lửa quá trời luôn á. Ok, đó rồi. Ê, chờ nè Phong, cái não cũng sắp bị chín rồi nè. Đây, trước mặt ông nè. Trời ơi, cái não của tôi. Đập, trời ơi. Ui. Ok. Đó, đằng sau nữa, xong rồi. Ôi, rồi ok bạn ơi. Mà khoan. Ủa sao từ nãy tôi mới đi nha. Sao cái não của tôi nó thả lai vậy? Ủa cái gì vậy? Trời ơi, não nó chụp Facebook rồi. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Não like. Tôi hình như là like đó, like, share, subscribe. À, tôi biết rồi bạn ơi. Ý cái não của mình kêu rằng là mấy bạn hãy nhớ like, share, subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của Phong Cần TV. Trời ơi, kỳ ghê không biết cái chơi. Cái like này là nói là này bên này nè, là tôi đang đứng hồi trừ này, like tôi xin gái like. Đó. Vậy hả? Vậy luôn hả? Được. Sao? Ok bạn ơi. Vậy là coi như là mình đã tiêu diệt hết được những con virus thỏ trong người mình rồi. Và bây giờ mình sẽ trở lại bình thường đây. 3, 2, 1. Hey. Voilà. Ok bạn ơi, mình đã trở lại bình thường rồi. Đẹp trai quá á, đẹp trai lai heo quá. Đẹp trai rồi. Gì mà đẹp trai lai heo mà nói tào lao. Tôi thấy là bà nói tôi giống con heo hơi nhiều ở nha Sam nha. Ok thôi được rồi bạn ơi.
Cuối cùng thì mình cũng đã trở lại bình thường rồi. Thật sự quá là nguy hiểm luôn các bạn. Sáng nữa là mình sẽ bị biến thành nhân vật ở trong game rồi. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share, vì nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả hành vi của Hero Team đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Tạm biệt.